rồi em nhá, thì lại đây. Hello anh ạ, mình về đây ạ. À, anh em ạ. Anh em mình cũng vừa là đi làm về, nhưng mà thật sự công việc ở đây nó chán á anh em. Tại cái là anh em mình đi làm là phải đến tầm 10, 12 giờ trưa về ấy. Ở 12, 10, 12 giờ đêm mình về anh em. Nhưng mà thật sự về ghé chỗ về rất sướng, về quán nó không khách anh em ạ. Là rất là buồn, làm lương nó không được bao nhiêu. Có 15.000 một tiếng mà làm ở đấy kiểu như là nó ít khách. Thì người ta bảo là bao giờ kiểu như là có việc nhá mới gọi, người ta mới gọi kiểu như là ngày, kiểu như là người ta cũng nói luôn là kiểu dạng là một tuần chỉ làm 3 hôm mới là 2 hôm thôi. Tức là người ta cứ bảo là chỉ làm cơ bản việc thì mới được làm cả ngày thôi, còn các cái ngày bình thường ấy thì là kiểu hôm nào mà có đông khách thì mới gọi, còn không có khách thì em cũng chẳng gọi anh em ạ. Nhưng mà anh em đang đợi xe bíp về mà lâu quá anh em. Bây giờ thì chả biết làm như nào nữa. Kéo ơi, anh em kéo xem xin được việc công việc mới. Giờ đấy khách ít quá. Mà tối nay đi xin việc anh. Từ mai em mà mai đi rất khác là còn việc gì nữa. Thì mai mình phải với cả anh Vịnh phải đi xin việc khác chứ làm cái việc này khác được. Giờ việc ở đấy là quán ăn nhưng mà nó chỉ khoảng 1-2 bàn thôi ấy. Nó ít người làm á, ít việc quá nên là ở đấy cũng có 1-2 bạn nhân viên rồi ấy. Nên là kiểu nhân viên lâu ấy. Nên là anh em mình thật sự mới lên là người ta cũng kiểu không thích lắm thì người ta cả kiểu... cái kiểu như là chủ quán này nó thấy anh em mình ở xa ấy. Thì nó kiểu như là nó đối đãi kiểu thật sự mình thấy là không có tình người đâu anh em ạ. Nó chửi nó mắng thật sự anh em luôn là mình cũng không thích. Nói chung là vì miếng cơm manh áo thôi thì mình mới nhịn, nhưng không thì mình cũng đã đi về từ cái buổi từ cái tiếng đầu tiên rồi, nó nói ấy, kiểu như là không mặc con chó luôn ấy. Nó chửi anh em mình thật sự luôn là nó, lúc mà mày biết đâu cái ông kia ông bảo anh là mang cho ông bát nước chấm ấy, thì lúc cái bà bên kia cũng gọi ấy, thì anh cầm ra ấy, thì bà bên kia nói ấy, thì ông bảo bà ấy cũng nói anh này. Nói chung là anh em thôi không gì miếng cơm manh áo thì anh em mình chung là hôm nay mình quay cái video lên để cho anh em biết là anh em mình đang trong tình trạng như thế nào, để cho anh em kiểu như là cho anh em yêu cái mình biết ấy. Còn thật sự những cái bạn mà gọi là hay bình luận bảo là anh về đem hàng em đi, thì thật sự là mình đã đi rồi ấy, thì mình kiểu về chơi rồi, mình không bao mình làm việc đấy nữa, tại vì mình đã xác định đi rồi ấy, thì mình không bao mình muốn quay lại đâu, vẫn biết là đông khách kia này, vẫn biết là đông khách kia này, rồi đông. Làm việc luôn anh ạ, rất là vui luôn. Đấy là không biết nói gì luôn này. Bây giờ
là thật sự lương đây còn cao hơn lương kia nghe cái giả quá. Nó nghe nói chung là nghe tính các tiếng là 15.000 một tiếng, mà thật sự là ví dụ hôm nào làm nhiều ấy thì chắc được 4 tiếng 5 tiếng thôi, còn không làm nhiều thì chỉ chắc chỉ được 3-4 tiếng thì thật sự rất chi là cực luôn. Mà làm đấy cực thì mình thấy ông chủ đây chắc cũng dễ tính anh em, tại vì nhìn ông anh ấy nói chuyện chắc cũng dễ tính thôi. Nói chung là để mai anh em mình nên làm thế mà có dễ tính không, thì thật sự mình thấy là lúc gọi anh ra nói chuyện đây thì anh ấy rất dễ, chắc là được anh em ạ. Và làm đấy chắc được, và lương đấy cũng cao anh em ạ, nói chung là 100.000 một ngày. Nhưng mà nếu mà làm đều là có chiều nhỉ, có làm buổi chiều thôi, làm buổi chiều được 100.000 anh em ạ, thì 7-8 giờ tối là như thế là lương cao, tháng 3 triệu rồi. Đấy, em kiếm thêm một số việc thì anh em làm một tháng nữa, đấy là chắc là cũng gọi là đủ trang trải cuộc sống anh em ạ. Nói chung là may thật, nhưng mà quán bia này khách quá mà nhiều khách đấy anh em ạ, tôi cũng vất vả một tí, con nợ còn hết rồi cả. Nghĩa là quay ở lợn đấy, chắc mình cũng học thêm quay ở lợn đấy, thấy hay anh ạ. Chứ là được học được cái gì thì mình học thôi anh em. Đấy, đi thôi anh em, đi về đi. Tối cả lơ không có xe buýt là anh em đi bộ về là dở đấy.